Em Phượng xin được kính chào cả nhà mình nhé. Hôm nay em Phượng lên video giới thiệu về mẫu bếp ga nội địa Nhật bãi bên em Phượng. Có rất là nhiều chức năng thông minh, tiết kiệm ga cho mình. Cả nhà vào tham khảo video của em Phượng và ưng mẫu bếp nào thì mua hộ cho em Phượng với nhé. Trước khi lên video, em Phượng xin cả nhà cho em Phượng một nút like, nút đăng, chia sẻ, nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Để cho em Phượng có động lực hàng ngày lên những mẫu bếp cho cả nhà mình tham khảo nhé. Vâng, con bếp này có thương hiệu Zina. Mặt của bếp thì là màu đen cả nhà nhé. Em sẽ quay thành vách bên trái này. Bên trái và mặt bên phải nữa đang rất là vuông cạnh nhá cả nhà nhá. Mặt của nó thì cũng đang còn là nguyên màu sơn, chưa bị chấm dặm nhìn chỗ nào cả nhà nhá. Ô chiên nửa lửa của nó thì là bằng nhôm nguyên khối cả nhà này. Họng của nó cũng rất là đang còn là sáng nhá. Và bộ kiềng của nó thì là bằng nguyên băng thép không hoen dĩ, trọng lượng cứng và nó sẽ chịu nhiệt cao cho mình, dùng rất là bền cả nhà nhé. Bếp này có dòng thông minh là nó có hai cái kim tâm cảm biến chạm đáy nồi, khi mình nấu đồ ăn nó sẽ tự động đo nhiệt độ, khi mà có bất thường xảy ra nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga cho mình cả nhà nhé. Và nấu đồ ăn trào ra ngoài tự động tắt lửa khó ga, nấu nước cạn nước tự động tắt lửa khó ga, khi gió thổi tắt lửa tự động khó ga, rất là an toàn cả nhà. Và con bếp này bên em đang bán với giá bằng 2.100.000 đồng cả nhà nhé. Bên em đang có khuyến mại khi giao hàng miễn ship cho cả nhà mình và sẽ tặng luôn cho cả nhà mình đôi pin đại này. Dòng bếp này thì có đánh lửa bằng IC, dùng bằng đôi pin đại này nhé cả nhà. Còn bếp này thì dùng bằng phím nhấn này ạ. Đây, phím nhấn của lò nướng ở nhà nhé. Và em chỉ cho cả nhà xem lò nướng này, vị nướng của dân đã đang rất là mới nhá, rất là đẹp luôn ạ. Vị nướng của nó bằng nguyên bản in ốc hàng của Nhật nên khi mình sử dụng không lo bị hoen dĩ vào đồ ăn, rất là yên tâm đảm bảo sức khỏe. Và có bác nào muốn sở hữu con bếp này thì xin hãy gọi vào số của em Phượng là 0334300810. Em Phượng đã ghim trên màn hình rồi cả nhà nhé. Bếp bên em thì có bảo hành cho các bác 12 tháng nhé. Trong khi sử dụng có vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời luôn cho các bác ạ. Vâng, video của em Phượng đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bác video lần sau của em nhé. Em xin được cảm ơn ạ.